cả là hôm sau là giỗ đầu anh ấy, nhà lại không có lấy một xu, thằng bé con lại cần vào viện cắt amidan. Em mới đành đánh liều đến cửa hàng ông ta. Chị ơi, em thề với chị, đây là lần đầu tiên em đến gặp ông ấy. Lần đầu tiên chị đến cửa hàng ông Nhiên à? Vâng. Có ai xác nhận cho chị không? Dạ, có ông thợ mộc chữa tù ở đầu hè. Đây cũng là một tình tiết có lợi. Chị kể thật tỉ mỉ xem. Vâng. Ông ơi, cho mua chai dầu Mỹ Hảo đây. Qua đây, qua đây. Dầu có tốt không đấy? Tốt Bao chứ. nhiêu tiền một chai? 12.000. Ôi dồi ôi, đắt Ừ, thế. nó có giá của nó. Cháu gửi bác tiền ạ. Cảm ơn. Lâu quá không thấy cô đến mua chỉ. Dạ, thưa ông, cháu bán máy khâu từ lâu rồi ông ạ. Thế à? Trước khi nhà cháu mất cơ. Đấy, mấy lần định vào thăm mẹ con cô ở trong xóm, nhưng không biết khi nào cô mới có nhà. Thế hôm nay cô không đi chợ à? Dạ thưa ông, thằng bé con nhà cháu ốm 3-4 hôm nay rồi, nên cháu phải nghỉ chợ ông ạ. Nhà cô đi lối nào ấy nhỉ? Dạ, nhà cháu ở cuối xóm, ông cứ đi hết khóm chuối rồi rẽ tay phải. Ừ. Cái xóm liều này hay thật. Nhà chả có số má gì cả. Tí tôi bảo nhá. Dạ. Nhà mình ở đây không có dầu con hổ ông nhỉ? Dạ, thôi cháu về ạ. Này, cô dì ơi, lại tôi bảo đã. Cô dùng cho trẻ con hả? Dạ, vâng ạ. Đây, tôi biếu cô một hộp. Dạ, Cô cứ cầm lấy đi. cháu cảm ơn ông ạ. Ừ. Cháu xin ạ. Chị không tin à? Ngay sau đó, ông Nhiên tới thật. Đi chơi đi các con. Đi đi. Ui giời À, ơi. đừng. Yên nào. Yên nào. Anh. Ôi, em đã khai. Nhưng không ai tin em chị ơi. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên chị ơi. Có thể là lần đầu tiên, nhưng có lần đầu thì cũng có thể có lần sau. Em không còn cách nào khác. Thằng bé sốt đã mấy ngày rồi, nên cùng quá em mới nghĩ đến. Tôi hiểu. Chị cứ kể tiếp đi. Em không ngờ ông ấy lại háu sắc đến thế. Em đã van vỉ ông ấy, chóng chóng kéo các con em về. Nhưng ông ấy vẫn hành hạ em đủ kiểu. Lúc ấy, tự nhiên em uất lên. Bụng bảo dạ, mình dại rồi, cố chịu cho xong. Sau đó lão sẽ cho mình 100.000. Nhưng rồi mình sẽ cảnh. Chị ơi, em kể tiếp chưa? Vâng, tôi vẫn đang nghe đây. Sau đó, cháu Trang về nhà bất ngờ. Cửa khóa kia mà. Vâng, nhưng cháu hé cửa liếp nhìn vào. Mẹ! Trời ơi! Ông Nhiên! Trời ơi! Ông Nhiên! Xin lỗi, chúng ta có thể nghỉ một lát được không?
Sao con bé lại nằm đây? Con bé ốm quá, không ra gió được. Kệ cho nó ngủ. Chả sao cả. Thỉnh thoảng vẫn vậy. Nào, có hay không thì bảo. Ủy ban phường vẫn chăm nom giúp đỡ cho các cháu. Em đừng lo lắng quá. Tôi có một đề nghị thế này. Tôi sẽ can thiệp với làng trẻ SOS, gửi tạm các cháu ở trong đó. Chị ơi, phúc cho em quá. Em mang ơn chị suốt đời chị ơi. Hoài, Hoài ơi, lại đi tờ báo. Lại đây. Hôm qua con bé lại tới. Nó đề nghị mình lui lại vài ba ngày để nó đi Tam Đảo về rồi mới nhập viện. Tớ khuyên nó đôi ba lời về chuyện con So. Làm như vậy rất có hại, nhưng nó lại không nghe. Cùng cách ăn nói của nó cũng tội tội cậu ạ. Hôm nay mình cũng đang muốn gặp cô ấy để khuyên thử xem sao. Khuyên gì? Nhỡ ra của nhà ta thì sao? Chính vì của anh Phương cho nên mình mới muốn Ngọc Minh giữ lại. Cậu có hiểu cho mình không hả Quỳnh? Thôi mình đi đây. Chị ở cơ quan em đó ư? Dạ. Nghe đầu sắp đi Tam Đảo nghỉ phải không? Dạ vâng ạ. Ây à, nó có nói gì đâu. Là anh giám đốc công ty hôm nọ ghé chơi. Nói vậy. Anh có hay đến đây không hả bác? Đến để làm gì? Nghe con Minh nói vợ chồng anh ấy hòa thuận hạnh phúc lắm. Thời buổi này là hiếm đấy. Cháu nó ở trong nhà, mời chị vào chơi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi xin phép chị đi trông hàng. Dạ. Cô Minh ơi, cô Minh. Chị ạ, mời chị vào nhà. Tôi đến đây hơi đường đột. Nhưng nếu cởi mở được với nhau sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nào. Em chưa hiểu ý chị. Tôi nghĩ anh Phương cũng đã nói hết mọi chuyện về cuộc sống chung giữa chúng tôi. Hoặc là ít nhiều Minh cũng đã tìm hiểu. 7 năm chúng tôi chung sống, nhưng do tôi bị thương hồi đi tham gia chiến trường nên không sinh nở được. Điều này tôi cũng mới biết được sau khi xét nghiệm kỹ rồi. Ôi, thế ạ? Bởi vậy Minh hãy tin rằng hôm nay tôi đến đây hoàn toàn thiện chí. Dạ, em... Nếu như em được chị thông cảm. Anh Phương đã kể với tôi mối quan hệ giữa hai người lâu nay. Minh nghĩ sao đây? Sao ạ? Anh Phương... Sao lại thế ạ?
anh Phương cũng đã nói chuyện là mình đã có mang. Mọi việc giờ tùy thuộc vào việc cư xử giữa hai chúng ta. Anh Phương sẽ rất sung sướng nếu có đứa con nối dõi. Nếu mình giữ giọt máu của anh Phương lại, tôi sẽ lo chu toàn cho hai mẹ con. Nhưng mình hãy để cho tôi được nuôi cháu bé. Sau này khi mình lập gia đình, để tránh mọi điều tiếng không hay. Em cảm ơn chị đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng em không thể. Vì sao thế? Em lỡ dại dột đã không kiềm chế được tình cảm riêng của mình với anh Phương. Nhưng không thể vì vậy mà em làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị và của cả em sau này nữa. Em xin chị để em tự quyết định. Mình hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng vừa nói với anh Phương rồi đấy. Nếu mình không chấp nhận, tôi sẽ chia tay anh ấy, để mình có thể giữ lại đứa bé và về sống chung với anh ấy. Chị Hoài, không bao giờ em ích kỷ nhận sự hy sinh này. Anh Phương vẫn nói với em, anh ấy yêu chị mà. Tôi cũng rất yêu anh ấy. Vì vậy, tôi cũng đỡ nhìn Minh hủy hoại giọt máu của hai người. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng của tôi. Tùy Minh. Chào Minh. Anh đi Tam Đảo, em ở nhà đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều. Hãy bình tĩnh đợi anh về. Anh yêu em có hiểu không? Cảm ơn bác ạ. Cho đỡ đói, bà nấu cơm sắp xong rồi. Hôm nay mẹ có về không hả chị Trang? Tối nay em ứ ngủ ở ngoài đâu, em sợ ma lắm. Vớ vẩn, ma ở đâu ra? Chị Trang ơi, chị Trang, có cơm thịt hẳn hoi nhé. Nhu ơi, Nhu à, mau dậy chị cho ăn này. Nào, để cho thằng Nhu, đứa nào mà ăn chanh tối nay tao cho ngủ với ma. Ấy, anh làm cái gì thế? Mồi bò chuối đêm qua đây mà. Lần sau thấy đồ lạ, các cháu không được ăn nhé. Đói, chốc ra kia, chú mua phở cho các cháu ăn. Nào, thế bây giờ các cháu chuẩn bị đi với chú đi. Chú gửi các cháu vào tạm một nơi, có các cô, các mẹ trông nom. Chờ mẹ cháu ra sẽ đón. Chú tha cho chúng cháu. Cháu để làm mất em, mẹ cháu đánh chết. Chúng cháu không đi đâu. Chúng cháu không đi đâu. Ngoan lắm. Con nhớ được như vậy là rất tốt. Nhớ đừng bao giờ để lạc mất em nhé. Chú sẽ đưa các cháu đến làng trẻ. Các cháu sẽ được sống cùng nhau, cùng với các bạn nữa. Tôi đã chuẩn bị quần áo cho các cháu đầy đủ. Nhờ các cô, các chú, các cháu vào trong đó đỡ vất vả hơn và cũng đỡ đói khát hơn rất nhiều. Thôi thì chăm sự nhờ vào lòng thương hại của mọi người. Mỗi người một tí, đùm rúm để nuôi lũ trẻ. Chết rồi, thằng bé sốt cao quá anh ạ. Nóng quá. Tôi đã đánh lá dầu không cho cháu rồi.
Nó sốt suốt đêm hôm qua đấy chị ạ. Anh Tuấn thu xếp đưa ba cháu bé đi. Còn tôi phải đưa cháu vào trong bệnh viện. Bác ơi, em cháu đi đâu cơ? Hả bác? Trang yên tâm. Cô ấy đưa em cháu đi chữa bệnh thôi mà. Đã có chú lo cho các cháu. Không sợ lạc mất em nào đâu. Nghe chưa? Không đâu. Thằng Nhu cũng sợ ngủ một mình lắm bác ạ. Trang, lớn rồi phải ngoan chứ. Bác ơi, cháu căm thù ông ấy. Ông nào? Con nói rõ cho bác nghe xem nào. Cái ông đánh mẹ cháu. Cháu đứng ở ngoài cửa kia nhìn thấy hết. Mẹ, chết rồi. Mẹ, con sợ lắm. Mẹ ơi. Cháu sốt cao quá, phải ra đói mê mất rồi. Chị đưa cháu đi ngay đi. Để tôi hỏi cháu Trang xem thế nào. Mẹ ơi mẹ. Chị sang giường bên nằm tạm, nghỉ một lát. Tôi trông cháu giúp cho. Cảm ơn chị. Hai đêm thức. Giờ thấy cháu ngủ ngon. Em mới chợp mắt lại một chút. Alo. Anh Tuấn hả? Sáng sớm mai ạ? Vâng vâng, tôi sẽ đến chỗ anh. Cảm ơn anh. Cháu đỡ nhiều rồi anh ạ. Bác sĩ nói là nếu chậm một chút nữa có khi không cứu kịp. Vâng, tôi đang ở đây với cháu. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Số tôi là số chết oan. Cứ ra gặp luật sư đi. May ra chị ấy giúp được đấy. Ôi, con nói gì cũng chẳng có ai tin. Cán bộ tình, người ta ai cũng muốn phấn rồi mặt, chứ ai muốn phấn rồi gót chân. Mấy hôm nay chị ta chẳng chịu ăn uống gì cả. Cứ một mực đòi được gặp con. Chị ta bảo chỉ cần được gặp con, bắt nhận tội gì cũng nhận. Xin hãy tin tôi. Chị Hoa. Tôi không giết ông ấy. Vì bốn đứa con tôi, kìa. Tôi có tội với anh chị ấy. Chị Hoa. Nhưng tôi không giết người. Tôi không giết người. Chị Hoa. Tôi không... Chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ chứng minh được sự vô tội của chị. Chị Hoa này. Ba đứa bé nhà chị đã được tạm trú ở làng trẻ. Riêng cô Nhu đã đỡ sốt nhiều. Tôi cũng thay chị mà trông nom cháu như con trong thời gian này. Nếu được thì... Ba đêm rồi, chị ấy ở suốt trong bệnh viện chăm nom Cu Nhu. Thôi cũng may. Ôi, mẹ con em biết lấy gì để đền ơn này chị ơi. Chị ơi, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chị Hoài ơi, sáng nay có một ông đến tìm chị, viết thư để lại cho chị. Cảm ơn anh. Không sự có gì. Lạ đây, chúng tôi cứ đoán già, đoán non. Vì ông ta lạ lắm, mới đến đây có lần đầu. Chết thôi, canh là luật sư hay hành nghề thám tử. Chị Hoài, tôi là tổ trưởng dân phố của ông Nhiên trước đây. Tôi hiện vẫn giữ một bản kiểm điểm khi ông ta suýt làm mất mạng một cô gái làng chơi vì căn bệnh cuồng dâm của ông ấy. Tôi sẽ tới gặp chị sau. Alo, anh Tuấn đấy ạ? Vâng, rõ rồi. Tôi cũng vừa đến trại tạm giam. Những gì Hoa đã khai
rất khớp với những điều mà ta đã khai thác được ở Bé Trang. Và tôi cũng nhận được lá thư của ông tổ trưởng dân phố trước đây của ông Nhiên, nói về tư cách rất xấu của ông ta. Thế ạ? Anh đã lấy được bản giám định pháp y rồi ạ? Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay. Chị Hoài ơi, giải lao chút đi. Chị cứ làm việc tối mắt tối mũi như thế, lại sức sao được. Tôi cũng đói run lên rồi đây. Không ngờ chị thoát nhanh đến thế, thành thật chúc mừng chị. Cũng chưa mừng lắm đâu, còn phải chờ xét xử xong đã. Nhưng sau vụ này, tôi cần phải nghỉ phép. Cũng nên thế chị ạ. Vâng, cảm ơn các anh. Chào chị. Anh Phương, em được biết sau khi đi Tam Đảo về, Ngọc Minh sẽ tới bệnh viện. Xin anh cố thuyết phục Minh đừng làm vậy. Em đã gặp và nói hết với cô ấy rồi. Bây giờ, chính em sẽ quyết định cuộc chia tay này. Chúng ta không cần phải nói gì thêm. Đừng tìm em. Vĩnh biệt. Dừng lại đã. Đẹp chưa này? Bác ơi, mình về quê à bác? Ừ đúng rồi, mình về quê đấy con nhé. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố điều chỉnh quy hoạch chung tới 2020, bác ơi! Bác cho cháu hỏi. Ở những nơi có kế hoạch đầu tư trở thành khu công nghiệp. Chuyện gì vậy? Bác có phải người làng này không ạ? Nhiều nơi giá đất cao gấp 20 lần so với giá đất từ đời Tống Hoánh nào ấy. Điều đó đặt ra vấn đề Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không vậy mà được làm quản trang, trông coi phần đất thiêng nhất của cả chục nghìn người làng này. Cô này, người ta bảo đất bây giờ đắt, nhưng theo cô có đất nào đắt hơn đất ở đây không? Dạ xin lỗi bác. Này, chị bảo sao? Dạ,
Bác cho cháu hỏi lần thần một chút. Xóm mình trước đây có phải là xóm Cầu Âu, mà nghĩa địa làng này là nghĩa địa Hồi? Lần thần là thế nào? Cô cứ hỏi cả trăm đứa ngụ cư ở đây xem, có đứa nào biết được như cô không? Xóm Cầu Âu, nghĩa địa Hủi. Nhưng mà làm gì còn nghĩa địa Hủi ngày xưa? Chả là có mấy nhà trong làng bị hủi, dân làng kỳ thị, khổ, sống chẳng được sống cùng, chết thì phải ra chết riêng. Khu đất ấy có khi cả năm không có người đến, kẻ chết đường, chết chợ, người thì đắm đuối bỏ mạng, không có ai thừa nhận cả. Làng đem ra vui ở đấy đấy, nhưng sau này ăn nên làm ra, con cháu họ cũng có người thành ông nọ bà kia, rồi cũng quy cả về đấy. Cô này to cao cũng như người. Bác ơi, sao bảo hình như ở đây đó vẫn còn. Dạ, có phải là còn vài nắm đất không nhang khói mà. Thế cô hỏi ai? Dạ, cháu có ai đâu mà hỏi ạ. Chả là... À, tôi hiểu rồi. Cái tâm thiện bao giờ cũng hướng về chúng sinh. Ngày rằm tháng 7 nào, tôi cũng xẻ bớt hương khói sang bên kia đây. Mà chứ ở đây lắm khói quá. May mà xa làng, đến người chết còn không chịu được nữa là người sống. Nếu cô có ý định sang bên đấy, thì để cháu bé ở lại đây với tôi. Đường bên đấy khó đi, khí đất không lành, không có lợi cho con trẻ đâu. Bác cứ sang kia đi, cháu ở đây với ông cũng được. Thằng bé này ngoan đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Cô cứ đi đi. Dạ. Mẹ, mẹ còn bênh nó nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ nữa. Người ta ai cũng muốn phân rồi mặt, chứ ai muốn phân rồi gót chân. Mình học rộng biết nhiều, nhưng chỉ có một điều giản đơn là con cái không có quyền chọn bố mẹ. Mẹ có thể lỡ lầm với người đời, nhưng mẹ vẫn là mẹ đẻ ra con. Biết tìm đâu, biết làm thế nào để lấy lại lời lỡ với mẹ. Thôi thì nắm nhang này con xin chia cho tất cả. Mẹ hãy tha thứ cho con. Hồi đó con còn nhỏ dại, mẹ ơi.